Hello mọi người, bây giờ là Jun sẽ trầm dâu tây vỉ. Mới mua 10 cây vỉ dâu tây cánh ngô nhé. Mình mua, hình như là mình mua 2 loại sa chi này, 3 nhật hoa đỏ, 2 anh đào và cuối cùng là 2 hàn. Đó, và hôm nay mình sẽ bắt đầu trồng dâu tây nhé. Đất thì mình trộn chủ yếu vẫn là sơ dừa là chủ yếu. Đó, đây là đất mình đã trộn đây. Chủ yếu mình trộn sơ dừa vẫn là nhiều nhất. Và mình trồng 10 cây không đủ cho một đứa cu nó ăn đâu. Mọi người muốn có khoảng nhiều mà trồng ra kiểu hữu cơ thì mọi người nên mua từ 20 cây đổ lên nhé. Do bây giờ là mình không đến chưa đủ, mình trồng tạm ra một cái cốc bé, đợi cây cứng cắp lên một chút thì mình chuyển chậu chậu để mà dâu cây phù hợp nhất là có độ sâu từ 15 cm nhé. Bởi vì là để cho dễ phát triển, 15 cm mình còn thấy nó hơi tích nhưng mà vẫn trồng được. Mình trồng chủ yếu bằng cành thôi. Con dưới thì mình tự ủ đặng chó, thì chuối mình cũng tự ủ. Mà mọi người muốn hỏi mình mua giống dâu ở đâu mà an toàn ít tính thì là mình mua của vườn dâu tây nhà Thọ nhé. Vườn nhà Thọ, mình từ lúc bắt đầu trồng cho đến bây giờ mình chỉ mua mỗi mình cây giống và cây môn là chỉ đấy thôi. Đó, xem nào, sa trồng hoa đỏ ra trước nào. Đó, thì các bạn lưu ý nhé, mình trồng mình không nên ngập quá vào cái nụ của dâu tây. Mình trồng bằng cái mô này thôi. Mình trồng bằng cái mô này thôi. Ơi con, nhật hoa đỏ đây. Đây, mình chỉ trồng bằng cái này thôi nhá. Mình chỉ trồng bằng cái đầu mô của vườn ươm thôi. Đó, mình trồng bằng thôi thì tỷ lệ dâu sẽ sống. Và mình không biết là mọi người trộn đất thế nào, nhưng mà riêng mình khi mình trộn đất mình ít khi mình bỏ phân vào lắm. Bây giờ cây cứng cáp bắt đầu mình tưới phân, mình tưới đạm cá, mình tự ủ xong rồi mình cứ 2 tuần mình tưới đạm cá một lần, 2 tuần để đổ tưới dịch chuối một lần. Dịch chuối cung cấp kali cho cây rất là tốt. Hoặc là các bạn lười thay đổi phân thì các bạn ủ cái loại phân tổng hợp đấy, giữ như là phân ủ đạm cá trứng chuối sữa mix tổng hợp vào. Mình tưới phân tốt, mình cũng đã từng thử rồi. Ơi con ăn chuối à? Nhà mình không có mảnh chuối thì mình ủ phân chuối thôi. Nào, nhật sa chi nào. Mô của chị ấy rất là to luôn nhá, mọi người nhá, an toàn và y tín luôn. Mình mua của chị lần này lần thứ 2. Còn giống cũng mình mua của chị từ năm ngoái, giờ đang ra quả tiếp kìa. Lúc nào tí nữa mình trồng xong mình sẽ quay cho mọi người xem. Mình cũng như mọi người thôi, hồi đầu bắt đầu trồng dâu tây thì cũng chết rất là nhiều. Sau một thời gian trồng ra là tìm hiểu linh tinh mình vẫn chọn giống mô mình trồng an toàn nhất, ít bệnh tật. Con ơi đó bay ơi về này. Oh yeah, đúng rồi. Sa chi mình mua 3 cây à? Rồi ok nhá. Sa chi nó cao ngút rồi này. Đây là sa chi, đây là đầu tiên mình trồng loại này. Năm ngoái mình mua thử cái bạch tuyết và hàn thì mình thấy hàn ra quả nhiều, bạch tuyết ra quả nhiều rất là ngọt. Năm nay mình mua thêm hàn nữa để đủ kịp cho con ăn. Cái này hơi ít đất. Mọi người nghe liên trong tiếng là chắc là đầu. Cái này dễ này, đất dụng hết rồi, dễ lá ra phải ra. Đây là anh đào. Mình không bao giờ trồng ngập, có thể là mình trồng mình thấp hơn cái bầu mô của nó. Hoặc là mình trồng bằng, chứ mình ít khi mình trồng đúng như rau. Mọi người tầm quen tay trồng như rau. Quang bay đây nó còn phải thở chứ. Đó. Giờ là chiều tối rồi, nãy mình qua mình thấy hơi tối quá, mình lại ra bật điện. Nào con lui ra. Xong. Xong rồi. Xong. Đó. Xong.
Cây này là hàn này. Sao rồi? Ồ. Sao? Cây này là anh đào này. Sao? Đây là sa chi cao ngất trời. Sao? Đó, anh đào này. Sao? Hàn. Sao? Đây mình vừa trồng xong 10 cây mô mình mua ở nhà chị vườn rau tây hữu cơ nhà Thảo nhá mọi người. Đây là địa chỉ mình cung cấp là mình mua ở đấy nhá. Đó. Đây và bây giờ mình cho các bạn xem cái vườn dâu tây cũ nhà mình và một chút vườn rau của nhà mình nhé. Đó, mình đang gieo xà lách, su hà à súp lơ xanh. Đây, đây là vườn rau mình mới cải tạo đấy. Cả keo tím và xanh. Đó, mình trồng mình tự ươm. Đây, dâu tây năm ngoái mình mua của nhà chị đấy đấy. Năm nay lại tiếp tục ra hoa cả. Cả keo tím này. Đó, dâu tây năm ngoái mình mua nhà chị đấy đây. Đó. Đây là dâu Hanna, keo khủng long, dâu hàn đây. Nhiều trái chưa mọi người? Đó. Và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người clip tới nhé. Mọi người muốn mình chia sẻ về cái kinh nghiệm gì về dâu tây, mọi người comment xuống để mình sẽ trả lời cho mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.